Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị vào phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và để khuyến khích quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi với chúng tôi ở số 714-893-3264. Tôi nhắc lại số 714-893-3264. Quý vị gọi bất cứ lúc nào chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời quý vị. Và tiếp tục thì hồi nãy có khi ở off air, chúng tôi thì có một quý vị hỏi về cái thuốc gabapentin. Thì thuốc gabapentin là thuốc chuyên môn chữa trị về cái sự rối loạn thần kinh để nó giảm đau. Ví dụ như bị tê tay, tê chân, nó đau nhức, đôi khi gabapentin nó giúp. Gabapentin thì có thể uống tới 300mg ngày 3 lần, hoặc là cao hơn nữa, đôi khi có người uống tới 600mg ngày 3 lần. Nhưng mà có những thuốc mới, nó cũng tốt. Thuốc là gì? Nhiều thứ mình uống thế này không hết thì mình uống qua thứ khác. Thì nó có những thuốc khác như Lyrica, Cibolta. Thì quý vị nên tham khảo với bác sĩ gia đình quý vị để biết được cái thuốc nào có hợp với quý vị. Và bây giờ thì có một quý vị hồi nãy mình đang trả lời nửa chừng với chị Trang. À vâng, thì để trở lại với cái cô Thu Hoa, cổ hình như là có hai điều. Một điều là cổ hay bị đói, và cái thứ hai là cổ cũng đã đi qua bác sĩ để diệt vi khuẩn, là cổ đang uống thuốc Bactrim đã được 12 ngày rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Nhưng mà cổ nói là cổ vẫn cảm giác mệt mỏi và lúc nào cũng bị đói hết. Với lại cái câu hỏi của cô là cái bệnh của cô có liên quan tới mãn kinh hay không, và cô nên làm cái gì để khỏe hơn, vì mấy tháng nay thỉnh thoảng cô lại mệt. Và cổ cũng đi bộ mỗi ngày 30 phút cho khỏe, nhưng ngay sau lại run rẩy tiếp tục, và cô chỉ cô cần phải uống thuốc gì để điều trị. Và cái phần mà cô ăn nhiều quá đó, thì cô hay thích ăn chocolate quá, thành đến cái mức độ mà cô đã lên cân. Thành ra bác sĩ Toản có giúp được cô. Bây giờ trả mình chưa cái câu hỏi là hai phần. Phần đầu là cô cứ cảm thấy mệt mỏi, mà cô là bao nhiêu tuổi hả bác sĩ Trang? Cô là sinh năm 64, thì cô cũng hơn 50 tuổi rồi ạ. 64 là 52 tuổi đấy, vâng. 53. Vâng. Okay. Thì ở cái tuổi này là ở trong cái, biết trong này không cô nói rõ là còn kinh hay không mãn kinh, và mãn kinh, đoán là mãn kinh rồi. Có mãn kinh rồi, cô kinh đã rồi. Hết kinh. Thì ở cái tuổi này là cái tuổi là đa số là ở trong cái giai đoạn gọi là mãn kinh. Mà mãn kinh thì đôi khi có rất là nhiều người sau khi bị mãn kinh thì có cái hội chứng mãn kinh. Thì những gì mà cô tả là rất là đúng với cái hội chứng mãn kinh. Và cái điểm quan trọng này bác sĩ Trang có thấy là cô càng ăn thì càng đói. Dạ. Thì trong trường hợp đó đó chị, chắc mình nghĩ rằng là nếu chị có ăn đi nữa thì chị có thể chị lựa những cái trái cây để ăn. Tuy là mình thích ngọt nhưng mà cái chocolate thì nó quá nhiều calorie đi, nó sẽ làm chị đôi khi ăn xong nó còn mệt thêm nữa. Thành ra những cái trái cây mà ít đường á, nó cũng sẽ làm mình no và đồng thời mình cũng sẽ không có bị mệt. Và chị nói chị cũng tập thể dục thì quá tốt rồi, tại vì cái tập thể dục đó tuy là mình lúc nào mình mệt á, mình cố gắng mình tập thể dục, cái cơ thể mình nó gọi là recuperate luôn, nghĩa là cái mạch máu nó cũng lưu động. Thành ra đối với tôi là nếu mà chị có thể chị đi tập thể dục nhiều hơn thì cũng càng tốt hơn nữa. Nhiều khi đi bộ mà mình phải đi bộ nhanh hơn một tí, hay là chị đi bộ hay là chạy bộ cũng được, thì để cho cái tim mình nó đập nhanh hơn thì nó cũng sẽ cái máu nó lưu động hơn, phải không bác sĩ Toản? Vâng, thưa tôi đồng ý bác sĩ Trang là bây giờ cái vấn đề là chuyện đầu tiên là hội chứng mãn kinh. Hội chứng mãn kinh sẽ làm cho người đàn bà mệt mỏi, đôi khi bị hot flash, bị hừng nóng trên mặt, rồi mất ăn, mất ngủ, rồi buồn bực, đôi khi bị depression. Thì cái hội chứng mãn kinh rất là rõ ràng. Cái câu hỏi của bà thì câu trả lời đầu tiên, yes, bà bị hội chứng mãn kinh. Còn cái chuyện mà ăn ngọt thì rất là không nên. Thì về ăn ngọt, cái carbohydrate thì bây giờ người ta muốn là low carb là như vậy đó. Người Mỹ người ta khuyến khích ăn low carb, là ăn ít tinh bột. Tinh bột là gì? Chè, và nhất là cô đây ăn chocolate nữa. Thành ra cái đó là càng không nên ăn. Thành ra nhớ là càng ăn thì càng đói, thì cứ là một cái vòng luẩn quẩn, càng đói càng ăn, vì vậy lên cân. Thành ra please đừng có ăn nhiều. Một như bác sĩ, tôi đồng ý bác sĩ Trang, nếu ăn thì ăn trái cây hoặc ăn nhẹ nhẹ thôi, mà ăn chia ra, ăn lai rai để bớt đói. Ăn lai rai với nhiều đói bột có thể cắt nửa trái avocado, even không ăn nguyên trái avocado, 1/4 trái avocado thì bớt đói, thì bảo không bác sĩ Trang. Hay là ăn nửa trái cam thôi, ăn nửa trái táo thôi, nghĩa là mình portion control, ăn nhẹ 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 để nó bớt đói thì nó không lên cân. Đó là chuyện đầu tiên. Cái thứ hai là
bị hội chứng mãn kinh thì có rất là nhiều thuốc chữa, phải đi bác sĩ gia đình, sau khi thử máu rồi hết everything's ok thì có thể uống hoặc là Prempro hoặc là uống Premarin tùy theo trường hợp của mỗi người. Những người mà mổ và tử cung, mổ buồng trứng rồi thì phải uống Premarin, còn người mà chưa mổ thì uống Prempro. Prempro nó có nhiều loại lắm, có nhiều người nó ô uống Prempro bị ung thư, cái đó không có đúng. Là ngày xưa đó ta uống Prempro rất là cao, ngày hôm nay cái Prempro uống rất là độ, cái lượng rất là thấp. Ngày xưa thường thường uống cái lượng cao, bây giờ ta uống cái đô rất là nhỏ. Ví dụ như tôi nói cái combination ngày xưa nó là 6 chấm rồi 6.25, bây giờ nó xuống còn có 15 chấm 15 hay là 1.25 thì đô rất là nhẹ, không có sợ bị ung thư. Nhưng mà tuy nhiên uống cái Prempro lại phải đi làm cái mammogram 2-3 năm làm, hoặc 1-2 năm làm một lần, đồng thời phải đi làm pap smear thì cái đó là bắt buộc nên làm. Ai bình phụ nữ bình thường dưới 72 tuổi thì bắt buộc là phải làm pap smear mammogram thì để theo dõi, nhất là mấy người uống Prempro hoặc là uống Premarin. Thì đó là câu trả lời. Còn phần 2 của chương trình thì cô nói là cô bị nhiễm trùng đường tiểu phải bác sĩ Trang. Vâng ạ. Mà cô được uống Bactrim. Cô đã uống Bactrim được 12 ngày rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì thường thường là Bactrim thường thường người ta cho từ 10 ngày đến 14 ngày, là một từ 10 ngày tới 14 ngày, đó là 2 tuần. Thì tùy theo những người mà thường thường tôi thích cho 10 ngày. Mà nếu mà bị tái đi trở đi trở lại thì có thể uống tới 14 ngày. Thì nhưng mà cái quan trọng là uống Bactrim rồi thì phải hết 14 ngày phải gặp lại bác sĩ gia đình để mà thử nước tiểu lại coi nước tiểu mình hết vi trùng chưa. Tại có rất nhiều người không hết vi trùng, uống sau không hết vi trùng là tại vì con vi trùng nó kháng, hoặc là uống không đủ, hoặc là vì lý do gì đó. Thì Châu trả lời trở lại bác sĩ gia đình để thử nước tiểu trở lại coi có hết vi trùng chưa trước khi mình ngừng, mà sau khi mình ngừng chứ. Bây giờ tạm thời trên điện thoại tôi có một quý vị, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ, tôi tên là Loan, 65 tuổi. Cái câu hỏi của tôi là tôi uống thuốc nào vô cũng bị chóng mặt, buồn ngủ ở trên. Thí dụ như tôi có đi bác sĩ uống thuốc chóng mặt đó, thì nó lại càng chóng mặt hơn. Để câu hỏi thứ nhất. Bà cứ nói. Dạ. Rồi bà cứ tiếp tục. Thuốc ví dụ như thuốc cảm, thuốc gì, bất cứ thuốc gì cũng là uống vô, ví dụ như Tylenol nữa, cũng uống vô cũng phải buồn ngủ. Và nếu mà uống nửa viên thì thôi, mà uống một viên vô là chóng mặt đi không được, không bất cứ thuốc gì cũng chóng mặt hết. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì là hôm trước có ông bác sĩ nói chuyện hay bác sĩ Cẩn nói với bác sĩ Thái nào, tôi bữa đó tôi không có coi, nhưng mà bạn của tôi bác coi lại nói là cái bệnh chóng mặt của tôi khi ngồi gì nè, được thì thôi, nhưng mà tôi đứng dậy thì nó chóng mặt, đi thì nó chóng mặt. Ông bác sĩ Thái đó có chỉ mà bà bạn tôi mới nói, nhưng mà tôi không có coi thành ra tôi không biết. Xin nhờ bác sĩ trả lời giùm. Và bác sĩ Thái là bác sĩ nào? Ok, rồi cảm ơn bà. Thì trước hết thì bác sĩ Thái hôm nay không có ở đây, nhưng mà có thể tuần tới bác sĩ Thái sẽ trở lại. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để trả lời câu hỏi của bà. Chóng mặt. Cái chuyện chóng mặt thì rất là thường xuyên xảy ra với chúng ta. Tất cả mọi người trong chúng ta dù muốn dù không trong một thời điểm nào sẽ bị chóng mặt. Nhưng đặc biệt trường hợp của bà nó hơi quá đáng một chút xíu. Chuyện đầu tiên là thế này. Thuốc chóng mặt như thường thường chúng tôi cho Meclizine. Tôi uống rồi. Yeah. Cái Meclizine đó thì thường thường uống 25, nó có hai lượng, 12.5 và 25. Thì thường thường nếu mà bị chóng mặt mà không buồn ngủ thì bà uống 12.5, đừng uống 25. Nếu mà bác sĩ cho bà 25 thì bà cắt làm hai đi, thì bà uống thử coi nó có bị chóng mặt không, nó có bị mất ngủ không, nó bị buồn ngủ không. Tại vì phản ứng phụ của Meclizine là làm buồn ngủ. Thành ra chuyện đầu tiên, có thể bắt đầu uống 12.5 thay vì uống 25mg. Đó, rõ ha. Ok, cái thứ hai là bà uống trước khi bà đi ngủ. Khi thì không muốn ngủ thì giúp bà ngủ tốt nữa. Thì bà nhớ trước khi bà đi ngủ bà uống viên, mà hay là even là nguyên viên cũng được không sao. Để coi nó có phải ngày sáng mai bà dậy có bị chóng mặt hay không. Đó là một điểm. Còn nếu mà không hết chóng mặt nữa thì có nhiều thuốc khác. Bà gặp bác sĩ gia đình trở lại, nó tôi uống Meclizine tôi buồn ngủ mà không hết chóng mặt, thì bác sĩ gia đình sẽ có nhiều thuốc khác cho bà để khỏi bị chóng mặt nhé. Nhưng mà bà nhớ thế này, chóng mặt nó có nhiều nguyên nhân. Chuyện đầu tiên là coi tại sao bị chóng mặt. Áp huyết thấp quá hay là
cái là Việt Nam gọi là rối loạn tiền đình trong lỗ tai trong của bà, cái nó gọi là ô tai ở media đó, ở trong cái phần trong lỗ tai trong của bà đó, sau cái màng nhĩ đó, nó có vấn đề hay không, mấy cái đó phải đi bác sĩ gia đình trước, rồi bác sĩ gia đình nói uống meclizine không hết chóng mặt mà buồn ngủ quá thì phải có thể đôi khi phải làm thêm một cái CAT scan hay MRI để coi tại sao cái thần kinh ở... MRI rồi và CAT scan rồi. Tốt, nếu mà không bị là rất là tốt, là sợ ung thư bên trong á. Mà không bị có gì hết, lỗ tai bác sĩ cũng nói là đã khám rồi không có gì hết. Rất là gì là mừng cho bà. Thành ra bây giờ bà phải chỉ đổi thuốc thôi, có rất là nhiều thuốc, không phải meclizine không thôi. Trở lại với bà cùng một nguyên tắc, bố uống Tylenol nguyên viên, nhưng mà Tylenol 300 nó có nhiều loại lắm. Tylenol 250, 325, 500, 750, chắc tôi đoán thường thường nó bán ngoài chợ là 500mg. Thì bà cứ uống ít thôi, còn nếu uống nó không hợp thì đổi thuốc khác. Rất là nhiều thuốc để bà uống, để làm cho bà khỏi buồn ngủ. Chỉ có cái chóng mặt đó là bây giờ tôi ngồi mà đứng dậy thì nó chóng mặt rồi. Bà có uống thuốc cao huyết không? Bây giờ cao huyết thì tất cả thì có uống nhưng mà rất là tốt, vậy nhưng giờ là tôi đo có 120 mấy thôi. Ok, coi chừng tại trong những thuốc cao huyết có thể thuốc nó làm bà hoặc tim đập chậm trở lại, hoặc là một thuốc đó nó làm cho bà đứng lên rồi xuống chóng mặt. Bà phải chờ lại bác sĩ gia đình, nói cho họ ông biết để cho bác sĩ gia đình bà điều chỉnh lại thuốc của bà. Thuốc cao huyết có thể làm bà chóng mặt. Nhá. Không, dạ đổi hai thứ lần rồi. Rồi. Thuốc cũng vậy như thường. Nhịp tim của bà mà đổi thuốc thì lại càng trở ngại. Rồi, nhưng mà nhịp tim của bà cơ bao nhiêu? Nhịp tim của bà bao nhiêu? Đổi nhiều lần rồi. Nhịp tim của bà bao nhiêu? Dạ năm nay 65 tuổi rồi. Nhịp tim của bà chạy nó đập bao nhiêu tiếng? Thì cũng bình thường. Okay. Ví dụ nhịp tim thì cũng 80 thôi. Ok, theo tôi nghĩ thì bà nên trở lại bác sĩ gia đình xin đổi thuốc thay từ cái meclizine sang thuốc khác. Có rất là nhiều thuốc để giúp bà khỏi chóng mặt. Mà nhất là bà uống Tylenol mà trong buồn ngủ nó thì có nhiều thuốc khác như Advil này khác đều khỏi đau nhức trước đầu. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là thì dạ tôi cũng uống thuốc Advil nhưng mà uống hàng đêm thì nó ngọt. Yeah. Advil chỉ uống nửa viên thôi. Yeah. Tylenol cũng uống nửa viên, tức là 250mg thì uống ngủ tốt lắm. Bây giờ thì tôi đúng rồi, vậy đúng rồi, tốt. Bây giờ tôi đề nghị bà này nha, bây giờ bà làm ơn thì bây giờ đã hết giờ rồi, thì bây giờ bà làm ơn bà đo tôi khi nào bà đứng lên bà thấy chóng mặt bà đo áp huyết, lúc bà đứng còn sao nha, bà đo áp suất áp huyết. Bà có máy đo áp huyết ở nhà không? Dạ có. Ok, khi nào bà chóng mặt thì bà đứng lên, mà chóng mặt bà đo lúc bà đứng là bà đo lúc bà đứng để coi nó là nó có drop không, để blood pressure nó có xuống không, nhịp tim nó có xuống không. Ok rồi thì để tiếp tục mình nói chuyện kỳ sau, hoặc là bà email. Yeah. Cho tôi ở y tế lstv@gmail.com nha, tôi sẽ trả lời bà tuần sau. Bà đo thì bà khi bà đứng thì bà cho tôi biết tuần tới nha. Cảm ơn bà nha. Bây giờ cảm ơn quý vị trên đường dây, xin quý vị đừng hang up. Bây giờ mình có nói chuyện off air và đừng hang up nha. Bây giờ xin ban kỹ thuật cho off air tôi nói chuyện, tiếp tục nói chuyện với bà off air.